Thưa quý vị, tiêu điểm của Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay sẽ tiếp tục với câu chuyện về du lịch cộng đồng ở nông thôn. Mỗi độ thu về thì đối với những người yêu vẻ đẹp của Tây Bắc có lẽ sẽ không thể bỏ qua mùa vàng mù Căng Chải. Núi rừng Tây Bắc mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng, đầy bí ẩn và quyến rũ. Thế nhưng trong tiết trời mùa thu này, mùa thu hoạch vàng ở mù Căng Chải tỉnh Yên Bái được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Huyện mù Căng Chải nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở độ cao 1.000m so với mực nước biển. Khoảng 5 năm trở lại đây, cứ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10, khi địa phương này bắt đầu vào mùa gặt, khách du lịch ở khắp nơi lại đổ về với mù Căng Chải, ghi nhận của phóng viên Nông thôn Chuyển động. Khi trời bắt đầu vào tiết thu, cũng là lúc mù Căng Chải ngập trong ánh vàng. Những ruộng bậc vàng óng trải dài bất tận quyến rũ khách du lịch từ mọi nơi tìm về. Ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp tại La Bán Tần với hình dáng như chiếc mâm được gọi là mâm xôi cũng là địa danh thu hút nhiều khách du lịch nhất ở mù Căng Chải, Yên Bái. Em cũng có đi một số cái ruộng bậc thang ở những cái nước khác như Bali, thì em thấy là thực sự là ruộng bậc thang của Việt Nam mình nó rất là hoành tráng và rất là hùng vĩ. Khoảng 2 năm trở lại đây, du khách bắt đầu tìm đến với La Bán Tần bởi sức hút của ruộng bậc thang. Nắm bắt được lợi thế này, gia đình chị Hờ Thị Sầu đã quyết định trồng hoa tam giác mạch thay vì trồng lúa. Mỗi khách ghé thăm và chụp ảnh sẽ trả phí 10.000 đồng một người. Đó vừa là công sức chị bỏ ra để tạo nên đồi hoa tam giác mạch thu hút khách du lịch, vừa là khoản tiền để chị có thêm thu nhập vào mùa lúa chín. Cuối tuần và dịp lúa chín này, đông khách lên đây, không có thời gian nên chỉ đi đồi vào dịp này thôi. Không chỉ bị cuốn hút bởi những ruộng bậc thang trùng điệp, những du khách đến với mù Căng Chải còn rất thích thú với những họa tiết độc đáo từ trang phục của những người phụ nữ Mông. Những bộ váy dệt từ cây lanh nhuộm tràm, những họa tiết điêu khắc từ bạc tinh xảo khiến bất cứ ai cũng muốn mặc thử một lần khi đến mù Căng Chải. Cũng chính vì thế, 3 năm trở lại đây, ngoài công việc đồng áng, chị Hằng Thị Ninh cùng nhiều chị em khác ở La Bán Tần còn làm thêm công việc cho khách du lịch thuê quần áo để chụp ảnh. Vào mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày trung bình chị Ninh thu nhập được 200.000 đồng từ công việc này. Vừa mới trồng tam giác mạch thôi, chưa làm lúa. 400.000 đồng một ngày, chứ ngày thường thì ít người lên đây lắm. Làm lúa thì cũng được. Thì lần đầu tiên em ra mù Căng Chải luôn, thì cái văn hóa của người Mông á nó rất là đặc sắc, và cái những cái trang phục này thật sự là rất là đẹp và rất là em thấy nó rất là truyền thống, là đặc biệt là khi mà chụp hình ở những cái ruộng bậc thang như vậy, nên là em muốn mặc cái trang phục này trong cái dịp lễ hội này. Là nơi có diện tích ruộng bậc thang lớn nhất của huyện mù Căng Chải với khoảng 200 hecta ruộng bậc thang, đây cũng chính là một trong những xã có lượng khách du lịch lớn nhất mù Căng Chải, bởi phong cảnh đặc trưng với những bậc thang trải dài khắp những quả đồi. Và để cùng bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay, xin được giới thiệu với quý vị khán giả vị khách mời quen thuộc của chương trình, xin được giới thiệu nhà báo Trịnh Bá Ninh. Xin được cảm ơn nhà báo đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và như ngày hôm qua thì nhà báo cũng đã chia sẻ với Nông thôn Chuyển động về mùa thu hoạch vàng của bà con ở mù Căng Chải. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng lại tiếp tục quay trở lại câu chuyện này một lần nữa, về những câu chuyện về việc là phát triển du lịch bền vững tại đây. Vâng ạ, thưa nhà báo, có thể nói rằng là sức hút du lịch của Tây Bắc những năm trở lại đây là rất là lớn đúng không ạ? Với vẻ đẹp riêng này, và mỗi một mùa lại có một vẻ đẹp khác nhau, và ngày càng có nhiều du khách tìm về với Tây Bắc. Ở trong đó thì danh thắng quốc gia ruộng bậc thang đã mang đến cho mù Căng Chải những lợi thế đặc biệt để có thể khai thác và phát huy thế mạnh du lịch của địa phương. Không biết là nhà báo đánh giá như thế nào về câu chuyện này ạ? Thì hình dung mù Căng Chải nó nói thì không thể nào hết được. Tức là kể cả nó giống như những bức tranh của họa sĩ ấy, nó chỉ vẽ một bức thôi, không thể không lặp lại bao giờ. Anh đến mù Căng Chải bao nhiêu lần thì mỗi một lần nó có một cái gì đó rất mới. Tức là nó có một vẻ đẹp hùng vĩ và đặc biệt của nó, thì tôi nói với chị là chỉ có đưa lên phim ảnh hay là chụp bao nhiêu phim cuộn đi nữa cũng không thể nào đẹp được bằng cái khi mà chị đến, chị đứng để chị có thể nhìn bao quát toàn cảnh của mù Căng Chải. Đấy là một cái người ta gọi là một vẻ đẹp không lặp lại.
Có thể thấy rằng là từ bao đời nay thì bà con người dân tộc Thái, người dân tộc Mông ở Mù Căng Chải thì họ đã bám đất, bám ruộng bậc thang để mưu sinh. Tuy nhiên thì những năm gần đây vẫn mưu sinh trên chính những thửa ruộng ấy. Thế nhưng họ đã sáng tạo hơn nữa, đã biết trồng thêm tam giác mạch để thu hút khách du lịch này, biết quảng bá văn hóa và khai thác du lịch qua những bộ trang phục của chính dân tộc mình. Và bà con ở đây thì có thể thấy rằng là cũng đã bắt đầu năng động hơn trong việc phát triển du lịch, đúng không ạ? Vâng, chị hình dung là ở Mù Căng Chải thì nó đến khoảng gần 90% là người dân tộc Hmông. Hmông đây tập trung chủ yếu là Mông Hoa, Mông Trắng, Mông Đen và Mông Đỏ. Đấy, bốn đấy thì cái người Mông Hoa khoảng 60% nữa trong cái số người Mông, khoảng 30% người Mông Trắng. Thế người Mông thì chị biết đấy là họ trang phục họ rất sặc sỡ, rất đẹp. Đấy, mùa này bắt đầu là du khách lên để thưởng thức một mùa vàng Mù Căng Chải đây thì là có thể thưởng thức được những sản vật cây ôn đới trên vùng đấy. Nếu mà được sự trợ giúp của nhà nước với các nhà khoa học nữa để chọn ra những cái giống cây mà thích hợp nhất trong vùng này thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể phát triển một cách rất là đẹp giữa kinh tế và vấn đề du lịch. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Trịnh Văn Ninh. Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây gì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bề này ra để có bám bề đấy là lật xe đấy. Thẻ vẫn quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cà lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt điện. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, vâng, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không què chân không lở rốn không mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.